hốt biệt ly nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi. Mãi đây xa cách phương trời, tình chia hai lối em có rằng em phụ tình. Cánh vàng phải tựa lâu son, con anh thì vẫn tay chẳng tay. Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì thời gian vừa qua thì em còn làm một số video giới thiệu về cái chiếc đơn tiếng của TD này, mã của nó là CP600. Thì có anh Phương ở Tuyên Quang, bác đã quan tâm và có hỏi đến bên em là test thử cho bác ý. Rồi ok, thì là bên đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là sẽ làm một cái video gửi hàng cho bác ý. Vâng, thì thưa anh Phương, thì là hôm nay thì chúng em đã lắp đặt sẵn một chiếc nâng tiếng với một chiếc vang cơ và một chiếc cục công suất. Thì đây chính là chiếc nâng tiếng của anh này. Và em đã in đơn sẵn rồi cho anh. Và bác trong chiều nay là em sẽ test thử sản phẩm và sẽ gửi vào cho anh. Vâng, thì thưa các bác, lời đầu tiên em xin phép được thay mặt toàn thể đội ngũ nhân viên của Tuyên Vũ Audio được cảm ơn anh Phương cũng như toàn thể các bác đã tin tưởng sử dụng dịch vụ cho chúng em suốt thời gian qua. Đó là một cái điều mà chúng em rất lấy làm vui. Đó, thì tất nhiên là trong thời gian và trong khi làm việc thì có những cái điều gì sơ suất thì nó mong các bác góp ý cho chúng em để cho chúng em được ngày càng hoàn thiện hơn. Nói em rất là chân thành cảm ơn. Có cái điều gì mà chưa được hay là chưa đúng, hoặc là có cái điều gì mà các bác cảm thấy chưa hài lòng, thì điều đầu tiên là em mong các bác gõ cho chúng em một tiếng là lượng thứ. Cái thứ hai là các bác cũng vui lòng là góp ý cho toàn thể nhân viên chúng em được biết, và chúng em sẽ cố gắng sửa chữa và cố gắng phát triển hơn. Đó, để mang lại những cái dàn âm thanh chất lượng giá rẻ cho tới các bác nhé. Vâng, thì là chúng em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay là anh Phương ở Tuyên Quang, bác ấy có đặt ở bên em là một chiếc nâng tiếng của CP TD và mã của nó là CP600. Thì đây chính là cái video mà em muốn làm, là em gửi đến tới các bác. Thì bây giờ thì em sẽ so sánh cho anh Phương là giữa có nâng tiếng và không có nâng tiếng thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì đây là nó có rút out và in này các bác này, in và out. Thì đây là chế độ là em đang bật, em đang ghép cùng với lại cả cái con vang này. Và bây giờ thì em sẽ mở âm lượng lên. Đó, đây là có nâng tiếng nha các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ xin phép được tắt nâng tiếng đi này, để chúng ta so sánh cho biết ngay này. Đó, đây là có nâng tiếng này các bác này. Đây là có nâng tiếng nhá. Đó, em bật này. Và bây giờ tắt đi này. Đó, nó khác nhau luôn đúng không ạ? Khi chúng ta bật lên thì cái đèn đây nó sẽ hiện màu đỏ các bác nhá. Đó, nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Đó, thì bây giờ em đã xin phép được bật lên này. Đó, nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Tiếng rất là sáng, rất là sạch và cảm giác là tiếng nó rất là chắc tiếng các bác nhá. Trong khi đó tất cả các cái phím volume này em để hướng 12 rồi các bạn nhá. Tiếng rất là sáng và khác tiếng đúng không ạ? Em xin phép được tắt đi này. Đó, tiếng nó tối hơn rồi đúng không ạ? Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào chiều rơi về đâu. Đó. Đó, thì là đây chính là chiếc nâng tiếng mà bên em chuẩn bị đóng gói và gửi tới anh Phương ở Tuyên Quang. Thì là em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi video của chúng em suốt thời gian qua, và đây chiều nay thì em đã test xong cho anh Phương rồi. Đó là có công dụng của nó khi mà ghép với này cái vang cơ. Đó thì cái công dụng của nó là sẽ cho cái tiếng nó chắc hơn này, sáng hơn này, tiếng nghe nó ngọt hơn, nó dịu dàng hơn này, nó không bị khô nhé các bác nhé. Đó, thì là em đã test xong cho anh rồi. Và cái điều nữa em muốn nói là em cảm ơn anh
nó đã tin tưởng bên em và đã ủng hộ bên em bằng những sản phẩm như vậy, thì em rất là lấy cảm ơn. Và cái điều nữa là em muốn nói với tất cả các bác là riêng các cái sản phẩm bên em, khi các bác mua đó, thì các bác có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu những sản phẩm không đúng với những cái video giới thiệu hoặc là không đúng những cái sản phẩm bác đặt mua thì các bác hoàn toàn có thể gửi lại quay đầu bên em. Hoàn toàn có thể gửi lại quay đầu bên em và không phải chịu bất kỳ một chi phí nào và không phải đặt cọc 1.000 nào hết các bác nhé. Tất cả các bác mua sản phẩm bên em đều không phải đặt cọc. Đó, đó là một cái điều duy nhất mà bên em đang muốn nói với các bác. Nó không phải đặt cọc. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm bên em thật sự là em cũng hơi buồn là em gửi vào cho bên bác, nhưng khi mà nhân viên bưu điện có gọi tới và các bác không nghe máy thì bắt buộc bên bưu điện người ta lại gửi lại bên em, thì em rất là buồn. Và khi em gửi tới hàng cho các bác thì chúng em sẽ thông báo trước cho các bác là em đã gửi hàng, thì mong là các bác lưu ý giữ điện thoại giúp em để cho chúng ta lại không phải chờ đợi cũng như là không phải mất công cho cả bên em và bên anh. Đó, thì là em có đôi điều như vậy thôi. Thì em xin cảm ơn anh và các bác đã sử dụng dịch vụ bên em, và cũng như là các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi video tiếp theo. Thì mọi chi tiết thắc mắc các bác có thể để lại bình luận bên dưới, thì nhân viên bên em sẽ tư vấn, gọi điện tư vấn cho các bác, hoặc các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978 503 822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em xin chào các bác, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video chúng em.